Hà Thị Nhàn sinh năm 1982, hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, vừa bị Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan điều tra, Hà Thị Nhàn khai nhận trong thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, Nhàn đã 18 lần cho giám đốc một công ty ở huyện Tân Uyên và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vay tiền với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản. Lãi suất thỏa thuận từ 365% đến 2.555% một năm. Qua đó, Nhàn thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đến tháng 6 năm 2023, do giám đốc trên không có khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi cho Nhàn như thỏa thuận, Nhàn đã thuê một nhóm người ở Lào Cai đến nhà và nơi làm việc của người này để uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ. Tiến hành mở rộng chuyên án, ngày 16 tháng 1, Công an huyện Tân Uyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy, sinh năm 1976, quê Yên Bái. Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận trong thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 11 năm 2023, Thủy đã nhiều lần cho Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền với lãi suất từ 120% đến 365% trên một năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công đường dây lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi hàng trăm triệu đồng tiền bảo hiểm. Theo thông tin điều tra bước đầu, quá trình làm đại lý của một công ty bảo hiểm, Phan Thị Phượng sinh năm 1992, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nhận thấy quá trình chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị gãy xương, vỡ hộp sọ khá dễ dàng, nên đã nảy sinh ý định lập khống hồ sơ bệnh án của các khách hàng để trục lợi tiền bảo hiểm. Phan Thị Phượng đã câu kết móc nối với một số bác sĩ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để tìm kiếm bệnh nhân bị gãy xương, vỡ hộp sọ thực tế tại bệnh viện. Sau đó chỉnh sửa phim chụp X-quang, ký khống tài liệu liên quan để lập khống hồ sơ bệnh án theo thông tin cá nhân của một số khách hàng do mình quản lý. Từ các bộ hồ sơ bệnh án khống trên, Phan Thị Phượng đã mạo danh các khách hàng để yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm. Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã lập khống 8 bộ hồ sơ bệnh án, đồng thời thực hiện 17 yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với công ty bảo hiểm, trục lợi tổng số tiền chi trả lên đến 726.940.000 đồng. Ngày 20 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phan Thị Phượng để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố bị can đối với Lê Khắc Hùng sinh năm 1977 là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê và Lê Thị Diệu Trinh sinh năm 1994 là điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định có thêm các đối tượng liên quan khác trong đường dây này. Phương quê ở Cà Mau, lấy chồng và sinh sống tại Hàn Quốc bằng nghề làm nông, môi giới việc làm. Gần đây, Phương thường xuyên lui tới địa bàn tỉnh Hậu Giang để hướng dẫn một số đối tượng cách tư vấn, nhận hồ sơ, nhận tiền của những người có nhu cầu lao động thời vụ tại Hàn Quốc với mức lương từ 40 đến 50 triệu đồng một tháng. Trong đó, Phương thu chi phí trọn gói mỗi trường hợp thấp nhất 35 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền hồ sơ của người lao động, Phương không thực hiện đúng lời hứa mà còn yêu cầu họ đóng thêm hàng chục triệu đồng cho các khoản chi phí khác. Bức xúc, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo Phương đến cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang làm việc với 111 trường hợp bị Phương chiếm đoạt trên 10,5 tỷ đồng, trong đó có người chuyển cho Phương trên 1,4 tỷ đồng. Một người phụ nữ đi xe máy tay ga chở theo một trẻ nhỏ có hành vi lấy trộm giày dép trước cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo clip do chị Nguyễn Thị Hà, chủ cửa hàng quần áo chia sẻ, vào sáng ngày 21 tháng 1 năm 2024, người phụ nữ dừng xe trước cửa hàng quần áo rồi cúi nhặt hai đôi dép. Sau khi so sánh thì người phụ nữ quyết định trả lại một đôi màu đen và lấy đi một đôi dép màu trắng. Trong khi đó, đứa trẻ cũng thực hiện hành động tương tự theo sự chỉ bảo của người phụ nữ. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, clip đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi trên, cho rằng người phụ nữ không chỉ làm điều sai trái mà còn làm hại tâm hồn của một đứa trẻ, ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển nhân cách của trẻ em. Trẻ em như tờ giấy trắng, thế nhưng người phụ nữ đã vẽ lên đó một thói hư tật xấu. Hành vi trộm cắp và xúi giục trẻ em trộm cắp là hành vi đáng lên án, cần được xử lý nghiêm.